Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện triệt phá một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn trong khu nhà rẫy được xây dựng kiên cố. Qua công tác trinh sát, nắm tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an thị xã đã phát hiện tại khu vực rẫy được xây dựng kiên cố của đối tượng Võ Văn Thao, sinh năm 1974 ở tổ dân phố Tân Hà 2, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, có nhiều đối tượng tụ tập tổ chức đánh bạc trái phép. Ngay sau khi nắm được tình hình, lãnh đạo công an thị xã đã nhanh chóng chỉ đạo triển khai lực lượng tiến hành bắt quả tang và phát hiện Thao cùng 6 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xì tố thắng thua bằng tiền. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ trên người các đối tượng và trên chiếu bạc số tiền khoảng 135 triệu đồng và nhiều công cụ phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.